Chào toàn thể anh em đang theo dõi trực tiếp Facebook của Toàn Điện Máy Vũ Audio Nam Định. Mình đang test cho anh em tham khảo cấu hình của cặp loa Clip KG5.5 đến từ Mỹ. Đây là một trong những cặp loa rất là nổi tiếng của hãng Clip và sở hữu uy lực mạnh. Anh em có thể chơi được những căn phòng lớn tới hàng trăm mét vuông. Và đồng thời nó là một trong những cặp loa có thể sở hữu rất là nhiều những dòng nhạc phổ thông, ví dụ như là những dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc hòa tấu hay là nhạc remix, nó thể hiện đều rất là xuất sắc. Và ngoài ra thì nó còn là một trong những cặp loa thể hiện cho karaoke rất là tuyệt vời với cặp Clip KG5.5 đến từ Mỹ. Mà như cấu hình mà anh em vừa thưởng thức qua một chút nhạc tiết tấu nhanh, tôi đang test trực tiếp từ trên TV xuống cho anh em cùng tham khảo. Với độ mới của cặp loa còn đẹp tới 95%, anh em có thể quan sát. Cặp Clip KG5.5 này được trang bị toàn thân của nó là thùng gỗ sồi và vân gỗ của nó là vân gỗ nổi rất là đẹp với màu vàng tươi hay còn gọi là màu vàng tơ. Anh em thấy không ạ? Tất cả của nó còn nguyên zin, từng góc cạnh hoàn toàn không có mông má sơn tút bất kỳ một góc cạnh nào. Với chiều cao tới gần 1m1 và chiều ngang của nó sở hữu là 32cm và trọng lượng lên tới gần 70kg cho trọng lượng cả chân. Được trang bị tổng số 3 loa, anh em thấy rằng 3 cái loa rất là gấu trên một thùng loa. Phần bên dưới cùng là logo của Clip và kết hợp với cái lỗ thông hơi với đường kính phi 100 đánh thở thẳng về mặt trước. Và nó được trang bị 2 quả súp bát hạng nặng với đường kính mỗi quả súp bát của nó đường kính ruột loa đã là 25cm. Tất cả đều sở hữu gân mút cao su, anh em có thể quan sát đây là gân mút cao su ạ. Và đặc trưng của dòng loa Clip thì chúng ta thấy được rằng những cái cặp loa lớn thì nó thể hiện cái tiếng bass rất là uy lực và nó xuống rất là sâu, nghe rất là mềm tai, chứ hoàn toàn nó đánh lớn, đánh uy lực nhưng không bị tức ngực như là một số dòng loa khác. Đây là ưu điểm và nó là đặc trưng của hãng Clip. Phần bên trên của cặp Clip này được trang bị một quả kèn lớn với đường kính họng của nó là 25 x 15cm. Quả kèn này thì chúng ta thấy rằng nghe những cái dòng nhạc nó thể hiện từ lời hát cho tới tiếng nhạc cụ rất là xuất sắc. Và đặc biệt khi karaoke thì anh em có thể thấy được rằng những quả kèn này tiếng mic của nó cực tốt. Nó rất là sáng, giống như là những dòng loa full chuyên karaoke. Sáng nhẹ nhưng mà đồng thời nó lại ngọt ngào hơn các dòng loa full rất là nhiều. Bởi vì đây là đặc trưng của những dòng loa mà được thiết kế 2 trong 1. Với cặp Clip KG5.5 thì được nhà sản xuất, nó có khai sinh của nó vào năm 1998. Sản xuất tại Mỹ. Anh em thấy rằng những cặp loa này thì tại nước ngoài người ta gần như là chưa qua sử dụng nên là nó còn rất mới. Anh em quan sát kỹ từ phần góc cạnh của thùng vách hay là cái độ tươi màu của phần thùng thì chúng ta có thể thấy được rằng là độ mới của cặp loa cũng như là độ nguyên zin của cặp loa. Về phần thông số cũng như là phần sau lưng, anh em quan sát nguyên phần sau lưng thì chúng ta đã thấy được độ mới của một cặp loa. Nó là đẹp xuất sắc, không có điểm để bàn luận. Tất cả của nó từ trên xuống dưới, mặc dù rằng thùng của nó to lớn và nó rất là nặng nhưng mà nó không có một vết chảy. Anh em quan sát thấy không ạ? Cái mặt đằng sau lưng là chúng ta dễ phát hiện nhất là cái cặp loa nó cũ hay là nó còn đẹp. Phần logo của nó nằm dưới chân với logo của Clip 5.5 đến từ USA. Và phần bảng đấu dây cũng như là phần tần thì nó được trang bị hai núm đấu dây được xi mạ vàng 24K. Rất là đẹp và đồng thời cái cốt yếu là nó để cho truyền dẫn tín hiệu tốt thôi. Đây chúng ta hiểu đơn giản là như vậy. Đẹp xuất sắc. Phần phối ghép âm ni thì tôi đang phối ghép cùng với con âm ni kim con bao khủng long của hãng Sơn Xui với mã số của nó là 2030 và nó còn sản xuất từ 2017, còn rất mới. Với đặc trưng của nó là hai con tụ nguồn to bằng hai cái lon bia và cái biến áp nguồn to như là cái nồi cơm điện cỡ vừa. Được trang bị các núm điều chỉnh nằm mặt trước, có thể mở ra mở vào rất là tiện dụng. Và anh em sẽ khóa được các chức năng này: hai volume chỉnh cho giải hai kênh và hai volume chỉnh cho giải bass nông sâu. Chúng ta có thể tùy chỉnh trên hai volume này. Và kết hợp với bộ đèn nháy nét mặt trước rất là sang trọng và rất là đẹp khi được thể hiện cảm biến theo giai điệu của nhạc. Đây là những tính năng rất là ưu việt của con âm ni kiêm con bao. Anh em lưu ý rằng nó không phải là con đẩy mà nó là con âm ni kiêm chức năng của con bao nên là công suất của nó lớn, được sở hữu 16 con đèn K400 2G1 của Japan. Và với kết cấu của máy được trang bị dày đặc linh kiện thì nó mang lại cho chất âm nghe nhạc rất là tuyệt vời. Riêng karaoke thì những dòng âm ni kiêm con bao này thì nó có thể thể hiện một
trong những cái chất âm mà vượt xa các dòng đẩy thì không có dòng đẩy nào có thể so sánh được cái chất âm của những con âm ly kim quân bao này. Anh em xem chi tiết trong bài đăng Facebook thì sẽ thấy phần ruột của nó. Mình cũng đã giới thiệu rất chi tiết về phần ruột của con âm ly kim quân bao đến từ Japan này. Nó là của hãng Sunsui Hi-Fi PR2030. Phần bên trên mình đang phối ghép cùng với một con vang nọc B3 vang cơ 2 nam mã với đầy đủ các tính năng, ví dụ như là cổng Bluetooth không dây này, cổng quang giải mã tín hiệu này, rồi cổng Bluetooth này, rồi hỗ trợ cắt hú mic này, phần nọc tiếng của nó cũng rất hay. Phần trên cùng tôi đang phối ghép một bộ mic Shure UGX21, dòng mic thông minh hiện đại nhất trên thị trường. Đây là những dòng mic cũng được khá là đông đảo những anh em ưa chuộng và sở hữu những cái dòng mic này, tiếng của nó cực tốt. Đây là một trong những cấu hình tuyệt vời cho cả nghe nhạc cũng như là cho cả karaoke. Mà anh em quan tâm thì có thể theo dõi chi tiết. Ai cần chi tiết hơn nữa thì có thể tham khảo các cái bài đăng ở trên tường Facebook của Toàn Điện Máy Vũ Audio Nam Định. Tôi đã đăng rất là chi tiết về phần ruột gan cũng như là cấu hình của con Omni kiêm con bao của hãng Sunsui Hi-Fi PR2030. Và quay trở lại với cặp clip 5.5 KG đến từ Mỹ. Thì chúng ta có thể thấy được rằng nó còn rất đẹp, và khi mà tôi phối ghép cho một cấu hình này, chúng ta có thể thưởng thức chất âm cũng như là anh em mang tai nghe và sẽ thấy được cái chất âm rất là uy lực và sự thể hiện mềm mại của nó. Bây giờ mấy anh em lại cùng tập trung mang tai nghe và cùng thưởng thức tiếp một vài dòng nhạc mà tôi hay test thường lệ trên Facebook. Ở đây thì tôi đang quay bằng cái máy quay nên là chúng ta lại phải chờ một ít chút, tôi sẽ nắp cái máy điện thoại này vào và tôi sẽ test tiếp cho chúng ta cùng thưởng thức. Anh em có thể quan tâm thì chúng ta xem chi tiết các clip test của Toàn Điện Máy Vũ Audio Nam Định trên YouTube cũng như là trên Facebook thì sẽ nhiều hơn. Và chúng ta quan tâm, anh em quan tâm mua được món nào, mình cứ sẽ bán rời theo từng thứ hoặc mình sẽ phối ghép cho cả bộ. Và anh em cũng cần lưu ý rằng khi mình đã phối ghép cho cả bộ thì chất âm của nó rất là tuyệt vời. Bởi vì mình bao giờ cũng phải nghe thử qua một chút, nếu như ok thì mình mới test trực tiếp cho anh em thưởng thức với chất âm của nó. Bây giờ mấy anh em lại cùng thưởng thức tiếp chất âm của cặp clip KG 5.5 đến từ USA. Đây là một trong những cặp loa rất lớn, hạng nặng của hãng Clip, kết hợp với cấu hình âm ly mà tôi vừa giới thiệu, đó là con Sunsui kiêm con âm ly kiêm con bao của hãng Sunsui Hi-Fi PR2030, 16 con đèn công suất rất khỏe. Mời anh em cùng nghe tiếp. Một chút nhạc tiết tấu nhanh, anh em đã cảm thấy uy lực đánh của cặp loa Clip KG 5.5. Nó có thể đảm nhiệm những căn phòng tới hàng trăm mét vuông. Tiếng bass của nó đánh rất là uy lực và đồng thời nghe rất là dễ chịu. Bây giờ tôi lại lướt qua một chút nhạc trữ tình cho anh em cùng nghe, và anh em sẽ thấy được sự thể hiện rất là ngọt ngào và chi tiết của cặp loa Clip KG 5.5 đến từ USA, phối ghép cùng con âm ly của hãng Sunsui mới với mã số của nó là PR2023. Mời anh em cùng nghe. Thank you.
chẳng phụ người mà vẫn dở dang, tại ta hay tại trời bày ra số kiếp. Một chút nhạc trữ tình, anh em có thể thấy được sự thể hiện rất là ngọt ngào và mềm mại của cặp loa. Clip KG5.5 đến từ Mỹ, kết hợp với con âm ly Sân Xui Hi-Fi PR2030 và nguyên cho cấu hình cả karaoke lẫn nghe nhạc. Anh em quan tâm và mình cũng rất là hy vọng anh em sẽ đăng ký nhấn theo dõi các mặt hàng mình cập nhật liên tục trong tháng này, và cũng như là ủng hộ cho Facebook của Toàn Điện Máy Vũ Audio Nam Định cũng như là kênh YouTube của Toàn Audio Nam Định. Rất chân thành cảm ơn anh em audio trên cả nước đã quan tâm và ủng hộ trong suốt những thời gian qua đối với Facebook và kênh YouTube của Toàn Điện Máy Vũ Audio Nam Định. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể anh em.